Chào mọi người, tôi tên là Lê Huy Ngọc. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 2018. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt, chính là tràn dịch khớp gối ở người nhiều tuổi. Sao này cũng bao tuổi nhỉ? 83 tuổi nhỉ? Đây là một sự vi diệu mà tôi không nghĩ ra nó là sự thật. Bệnh nhân bây giờ nó có thể đi lại được ngon lành. Và được hơn năm nữa cụ nhỉ? Bảy à. Nên là tôi có theo dõi bệnh nhân được hơn một năm rồi. Cụ ngồi dậy có đi lại cháu xem. Cụ ngồi dậy có đi một đoạn xem nào. Lại đi nhá. Không cần dép, không cần dép đâu cụ. Đi xuống đây là thấy nhẹ, lại nhẹ hẳn ở nhà đấy. Nhà cũng rồi cụ nằm bên đây đi để cháu cấy chỉ chứ. Hôm nay thì tôi cái chỉ bảo dưỡng thôi, được hơn năm rồi, từ tháng 7 năm ngoái. Cụ còn nhớ ngày đầu tiên cụ đến đây không? Nhớ sưng to lắm không? Xuống đấy là đi. Hôm là hôm 5 rưỡi chứ. Hôm 28. Hôm mùng 2 thì phải. Đây là một minh chứng sống, là một sự rất là vi diệu. Tràn dịch khớp gối ở người trẻ tuổi tôi chữa rất là nhiều. Và các bạn đồng nghiệp thì người ta thấy rất là ngạc nhiên. Mà đây là người già. Người già mới là khó. Và đây là tôi đã theo dõi được hơn 1 năm. Hôm đến thì phải khiêng vào. Nóng quá rồi đó. Cụ hít sâu mà. Đây là việc thuốc tâm lý. Nay tôi chia sẻ cái việc chuyên dùng cho tràn dịch khớp gối. Thì tôi đã nói rất là nhiều rồi. Còn ra mà nói thì ai làm được thì làm thôi. Chia sẻ cho nhau một tí gì đấy là cái chân quý rồi. Có người thì làm được thì bảo là hay, có người không làm được thì không hay. Ở trên biết hết một cái cụ già mà 83 tuổi như thế này mà khớp gối tràn cái như cái bát tô thì bắt buộc phải hút dịch mà chứ truyền kháng sinh mà bơm kháng sinh rất là mạnh, kháng viêm nữa. Đây tôi không cần dùng những thứ đấy mà bệnh nhân vẫn khỏi bình thường, trong khi bệnh nhân đã điều trị tây y rồi không khỏi. Nên tôi chia sẻ cho mọi người hiểu được một điều rằng là thuốc nam một tiêm cứu không hề thua kém mà là kinh nghiệm thực tế. Cái huyệt này là tên của nó là tất dương quan. Thì chúng ta xác định một cách như sau, cho co gối lại. Và sau đấy chúng ta xác định huyệt dương lăng tuyền trước. Sau chúng ta đo lên 3 thốn mà nằm dưới cái gân này. Chúng ta sẽ thấy một cái đường gân này. Đây là kinh đỡm. Chúng ta sẽ thấy một cái rãnh này. Chúng ta cấy vào. Huyệt đấy là huyệt chủ trị trong bệnh này. Sau đấy chúng ta đông y chúng ta dùng những bài thuốc đầu hoạt cái sinh thang này, không cần phải nhiều bài thuốc hoành tráng quá làm gì ạ. Cho thêm những thứ thuốc lợi tiểu, ví dụ như là cỏ xước này, mã đề này, cỏ chanh này. Mọi người cứ dùng như vậy là được rồi, ý dĩ này. Không cần phải cao siêu lắm đâu. Đau không? Cũng hít sâu vào. Rồi ok. Đấy. À, đây là huyệt tút lâm khớp. Đây là hai tam âm giao. Tam giao là ngũ gan thận và lợi tiểu. Bây giờ cụ nằm một úp đi, còn nằm nghiêng như thế này mình hiện xong gót chân, tiêu chân là làm xong. Giờ là phải đi chung, cụ có đau mà đằng sau đang thấy phải đi chung. Đối với cụ già chúng ta làm thêm hai thận du. Còn đau không? Cụ có đau nhiều không? Thấy đâu. Đấy, như vậy tôi chia sẻ đầy đủ cái phương pháp để điều trị cho cụ già. Thì tôi nói qua là thứ nhất là chúng ta già rồi, các cụ không nên nằm một chỗ nhiều, cố gắng đi lại, cụ về có đi lại tí. Thứ hai, chế độ ăn, cụ ăn nhiều cá là tốt nhất. Như vậy thôi. Còn điều trị thì chúng ta theo hướng ngủ gan thận là khỏi. Chúc cụ mạnh khỏe nhá. Nhưng mà bà có thể đi nữa mà. Phải đi.